Cái video này là cái video cuối cùng cho ngày hôm nay. Video này sẽ nói về Facebook và tại sao nó đổi tên từ Facebook qua Meta. Thì rõ ràng, thì ngay bây giờ nó muốn xây dựng cái công ty này là thành là một cái công ty Metaverse. Và sau này là mang cái mắt kính rồi có thể trải nghiệm được đủ thứ, đúng không? Nhưng cái đó chỉ là một cái lý do nho nhỏ thôi. Ok, lý do thật tại sao Facebook đổi tên. Bởi vì trước đây nha, tất cả những cái bầu cử trên toàn thế giới, ông tổng thống này đấu tranh với ông tổng kia, ok, thì những cái nhóm giống như nhóm Cộng hòa hay là nhóm Dân chủ gì đó, nó dùng cái nền tảng Facebook bởi vì nó là cái nền tảng lớn nhất thế giới, ok, thì nó lên đó và Facebook, những cái người nhóm này nhóm nọ lên đó thì nó mua, nó qua một cái công ty gọi là Analytica, Cambridge Analytica. Thì nó lên cái công ty đó và cái công ty này sẽ liên lạc với Facebook và mua hết data của khách hàng. Thì là Facebook cho cái công ty này hết tất cả các thông tin của khách hàng. Và cái công ty đó, nhiệm vụ của nó là nó ngồi đó nó nghiên cứu. Cái nhóm này là như thế nào, nhóm này kia là như thế nào ở trên cái nền tảng Facebook. Rồi sau đó dựa theo những gì nó nghiên cứu, thông tin của khách hàng, thì nó sẽ có những cái lời tuyên bố để nó đẩy đưa cái con người ở trên Facebook để bầu cử cho nhóm này hay là bầu cử cho nhóm kia. Bởi vì nó có data của khách hàng, nó làm được điều đó. Bởi vì vậy rất là nhiều bầu cử, ok, đã bầu cử, đã mua thông tin của những người sử dụng Facebook, ok, và đẩy đưa nhiều lúc và đẩy đưa để có biểu tình, biểu đồ đó, đều làm được hết, nghe, đều làm được hết. Bởi vì vậy, ok, sau này người ta nó làm một bộ phim ở trên Netflix cho bạn coi luôn mà, ok. Bởi vì vậy thì là sau này cái người ta tìm ra được, ok, thì cái công ty Cambridge Analytica đóng cửa phá sản chạy, ok, sợ bị thư kiện chạy, ok. Thì bởi vì vậy, ok, lúc mà cái đó nó xảy ra đó, đâu vài năm trước, ok, thì bởi vì vậy cái đó, cái tin đồn quá xấu cho Facebook, thì có lúc đó là có biết bao nhiêu ngàn người rời cái nền tảng Facebook. Thì ngay bây giờ có rất là nhiều người cũng đang rời nền tảng Facebook bởi vì vậy, ok. Thì đó là cái lý do tại sao nó đổi cái tên từ Facebook qua Meta. Ok, xin chào mọi người.